Thằng vẽ tranh chân dung thì gặp được rất là nhiều người, hết vị khách này đến vị khách khác đến với mình, và mỗi một lần gặp như vậy thì đều là những cái gương mặt mới, những khuôn mặt mới và những cái tướng học mới. Thì có những cái mối quan hệ thì mình lên nuôi dưỡng, có những mối quan hệ thì mình chỉ ở mức nào đấy, còn có những mối quan hệ là mình chỉ cần xong việc, hoàn thành xong việc là xong. Đấy thì cho cả trong vấn đề công việc hay là trong các mối quan hệ mở rộng ra thì cũng vậy. Thì các bạn có biết rằng là chúng ta sẽ nhìn vào bộ vị nào để biết rằng chúng ta có nên kết thân kết giao với người đấy hay không, hoặc là chúng ta kết thân kết giao ở một mức nào đấy nhá. Thì với Thắng thì Thắng luôn luôn chú ý đầu tiên vào đó chính là hai chiếc lông mày này, hai chiếc lông mày nhá. Đấy, rất là chú ý vào hai chiếc lông mày của những người lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc. Và thêm một cái điều nữa đấy chính là khoảng cách của hai đầu lông mày, khoảng cách của hai đầu lông mày thì Thắng rất là quan trọng cái độ đậm nhạt của hai lông mày. Thì những người nào mà có hai lông mày đậm ấy, thì họ sẽ thiên về tình cảm, họ đặt những cái giá trị cảm xúc tình cảm lên trên hết nhá. Họ là những người lặng tình ấy nhá. Thì có những người bạn mà rất là lặng tình lặng nghĩa thì rõ ràng là chúng ta sẽ rất là hạnh phúc. Còn ngược lại với cả hai đầu lông mày đậm thì là sẽ là hai lông mày nhạt. Những người lông mày nhạt thì họ sẽ thiên về lý trí, họ sẽ đề cao cái hiệu quả công việc, hợp tác làm ăn lên trên hàng đầu. Chứ để kết thân với những người như thế này ở tình cảm là rất là khó. Đặc biệt đấy là chúng ta cũng chú ý vào cái khoảng cách của hai lông mày. Khoảng cách của hai lông mày mà nó phải tương đối là phải rộng rãi một chút thì sẽ là những người tính cách nó quảng đại, hào phóng, hào hiệp nhá. Tránh là kết thân với những người mà hai đầu lông mày bị hẹp quá. Với những người xa lạ mà khoảng cách hẹp hẹp hơn hai đầu ngón tay ấy, thì sẽ là những người rất là chắc chắc khó mà người ta rộng rãi được với bạn, gọi là nói vui gọi là dám xanh dám mỡ đấy nhá. Bạn mà chơi với những người kết thân với những người như thế này thì bạn sẽ rất dễ là chịu phần phận thiệt. Và chúng ta cũng nên chú ý là khoảng cách hai đầu lông mày quá xa lên nhá. Người này thì phóng túng quá, rộng rộng rãi một cách quá, tức là mọi thứ nó vung tay quá chán, làm được 5 tiêu đến 10 thì không nên nhá. Họ rất là vui vẻ xài lời nhưng mà mọi thứ nó quá quá thì rất là khó để mà kết thân được. Nên là tuyệt vời nhất thì chúng ta kết thân với những người hai đầu lông mày đậm cùng với khoảng cách ở mức rộng, tránh hẹp và cũng tránh rộng quá các bạn. Như bức tranh Thắng đang vẽ chân dung bác Đức Lâm thì các bạn có thể thấy rằng là hai đầu lông mày của bác cũng là xa nhau. Đấy, thì bác cũng sẽ là những người mà rất là rộng lượng nhá. Còn các bạn mà có những người sếp của các bạn, lãnh đạo của các bạn mà hai đầu lông mày cũng xa ấy, thì là xin chúc mừng các bạn nhé, đã gặp được một minh quân. Vì khi khoảng cách của hai đầu lông mày xa ấy, thì thường là vận khí của những người đấy đã tốt rồi, họ là những người sống rất là hào hiệp, hào hoa, hào phóng, nên là thường lại được những người khác quý mến. Độ đậm nhạt của hai đầu lông mày cùng khoảng cách độ rộng của hai lông mày cũng đã rất là quan trọng rồi. Thắng cảm ơn các bạn đã nghe những tâm tình của Thắng. Mời các bạn sẽ đón xem những tác phẩm tới của Thắng qua những bức vẽ chân dung thật đặc sắc cùng với luận bàn nhân tướng học qua những tác phẩm đó.